Thầy Giang Bắc Linh đang có mặt tại đền Tam Phủ, Linh Từ, xã Cao Đức, Gia Bình, tỉnh Bắc Linh, một ngôi đền nổi tiếng. Thờ ba vua, vua Ngọc Hoàng Đại Đế, vua Cha Bát Hải, Động Đình Thủy Phổ, vua Thập Điện Minh Vương. Đây là cung Trần Triều. Đây là ban công đồng ở đền Tam Phủ Linh Từ. Đây là vua cha Ngọc Hoàng Đại Đế.